chào mọi người. Hôm nay em vừa ép chậu cho cây sam ngọc này. Tiện em chia sẻ với mọi người một chút về việc ép chậu cho cây ha. Thì mấy hôm nay ở miền Nam cũng cảm thấy không khí se se lạnh của mùa đông rồi. Thì theo em bây giờ cái tháng 11 này rồi là nó bắt đầu vào mùa đông ha. Vào mùa mà cây cối nó sẽ nghỉ ngơi và nó tích trữ năng lượng. Vì thế những cái cây mà mới khai thác mà tự nhiên đó, thì mình lấy về trồng theo em thì cũng khó mà sống được ha. Tại vì nó là mùa nghỉ của cây á mọi người, sau một mùa sinh trưởng nó đang nghỉ. Mà mình đánh rễ nó lên đó thì khả năng mà nó yếu cây đi nó rất là nhiều ha. Với lại mùa này là mùa nghỉ nên mình cũng hạn chế thay chậu cắt tỉa cho cây. Cắt tỉa thì được nhưng mà hạn chế thay chậu ha, tại vì nó lạnh á nên bộ rễ của nó cũng chậm phát triển đó. Như ở miền Bắc với miền Trung thì miền Bắc thì rất là lạnh thì theo em là không nên ép chậu. Còn ở miền Nam do nó cũng se se lạnh thôi và vẫn có nắng đầy đủ ha, nên theo kinh nghiệm của em á, những cái cây mà nó khỏe mạnh và cái bộ rễ mà mình cắt tỉa đi không, mình cắt đi không nhiều lắm á, thì theo em mình ép chậu vẫn được. Bữa giờ em cũng ép chậu được mười mấy 20 cây á, cả sam hương, sam ngọc, sam núi nữa, thì thấy nó đều sống hết ha. Điều quan trọng là cái cây đó phải khỏe nè. Ở miền Nam ha, ở miền Nam thì không khí đó nó chỉ hơi hơi se lạnh thôi, nó không có lạnh như ở miền Bắc. Bởi vậy nên nó là yếu tố thứ nhất ha. Cái thứ hai là cây nó khỏe và cái lượng rễ mình cắt đi nó không nhiều nặng nhiều lắm. Một yếu tố nữa là tùy vào chủng loại cây nữa ha. Như sam núi nè hay là sam ngọc này á, thì cái độ sức sống của nó không mạnh như cái sam hương. Như sam hương thì em thấy nó rất là khỏe, thì em nghĩ việc ép chậu nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cây đâu. Còn mà mấy loại mà có nguồn gốc từ rừng á, thì hệ rễ của nó có lũa như thế này nè, thì rễ của nó không có nhiều á, thì mình nên cẩn thận khi mình ép chậu ha. Đây là một cây sam ngọc rồi. Giờ em ép chậu là nếu mà nó sống khỏe là Tết nó bung mầm nữa là mình có thể để bàn mình chơi Tết được luôn ha. Đó. Cây này thì em mới ép chậu nên em không có giao lưu. Rồi. Thì tiện ép cây sam ngọc này thì em nói chuyện một chút về việc ép chậu cho cây vào mùa đông, mùa lạnh ha, để mọi người có thể tham khảo. Rồi em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo ạ.